Hello, chào anh em nha. Hôm nay 9 tháng 10 năm 2020. Bên cửa hàng mình mới về được 7 cục máy Cup Charlie 84. Máy đã xe kho nội địa nhập về, tình trạng là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt. Máy bao nổ yên, không giọng thú ha. Thì giá cho cục máy cộng nắp cá Charlie 84 này em bán là 39 cục nha. Mỗi bộ bao gồm cục máy và nắp cá nha anh em. Nắp cá thì tất nhiên là nguyên zin, không nứt bể, sơn zin. Những cái máy là hàng đã xe kho nội địa nhập về ha. Bao anh em là nguyên zin, sơn siêu zin, chưa vệ sinh, máy nổ im, không giọng thú. Em bán là 3.9 triệu một cục. Cục máy và nắp cá ha. Máy là bao đẹp nha anh em. Dòng máy này nó chạy rất là bền nha anh em. Máy Cup Charlie 84 này cái lốc nó sẽ có cái cục giấm trắng nè. Máy này thì nó giống y hệt như máy 81, 86, 50 bình thường thôi. Nhưng mà nó là chỉ khác là cái có cái cục cao su giảm chấn nè. Lên xe nó chạy ít bị rung. Đó. Máy là nguyên zin chưa vệ sinh nha anh em. Máy nó đẹp. Máy này nó giống trang máy 81, 86 mình thôi. Ba số ha. Máy đã xe kho để nhập về. Em quay cận cảnh anh em có nhu cầu alo em ha. Giá bán cực kỳ rẻ rồi. 3.9 triệu cục luôn nắp cá nha anh em. Charlie 84 máy này chạy rất là đã nha. Đó, nắp cá Charlie 84 luôn. Giá trong cục máy này em bán là 3.9 triệu. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933 996 332. Máy Cup Charlie 84 50cc. Máy này phân khối là 50cc nha anh em. Giá 3.9 triệu cục. Anh em có nhu cầu liên hệ em 0933 996 332. Máy Cup Charlie 84.